Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phu nhân chủ tịch đang bị vây, liệu bà Thu có thoát hay không? Cho đến nay, vụ án Việt Á liên quan đến bà Nguyệt Thu, vợ ông chủ tịch nước đang đút ngăn kéo. Kể như vụ này đã tạm lắng, tuy nhiên ông chủ tịch Phúc làm chính trị đã lâu, đâu thể nào phu nhân của ông chỉ dính đến vụ Việt Á thôi hay sao? Trước đây, ông chủ tịch Phúc làm thủ tướng, quyền lực bao trùm, ém vụ án trường tiểu học Gateway gây chết người một cách rất dễ dàng, thì ông cũng có thể ém vụ khác một cách dễ dàng như vậy. Hầu hết những gói thầu và nguồn vốn nhà nước ông thủ phải ưu tiên cho người nhà thì đấy mới gọi là làm quan, cả họ được nhờ. Nhiều nguồn tin cho biết nguyên nhân phu nhân của ông chủ tịch nước bị lộ do vụ Việt Á là vì ông chủ tịch Phúc không giữ lại được chiếc ghế thủ tướng trước đó. Quyền lực giảm thì khả năng bảo vệ cho tài sản sau đó cũng giảm đi rất nhiều. Nếu ông Thủ không phải là nhân vật trong tứ trụ thì rất có thể gia đình ông đã đi cả gốc rễ chứ không phải là chuyện đùa trong vấn đề này. Đây hình ảnh bà Trần Thị Nguyệt Thu và chồng. Có nhiều người đánh giá những gì liên quan đến bà Thu hiện nay chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Ông chủ tịch Phúc ém hết cũng khó, bởi những tiêu cực cứ hàng ngày tồn tại như muốn trêu ngươi mọi người vậy. Hiện ông chủ tịch Phúc đã giảm quyền lực rất nhiều so với 5 năm trước đây. Tuy nhiên uy của ông vẫn còn chứ không hẳn là đã hết. Ông chủ tịch nước hiện nay là đại biểu Quốc hội đại diện cho đơn vị thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế ông có thời gian hơn làm việc với lãnh đạo thành phố này để ém đi những sai phạm của dự án mà có bóng dáng bàn tay của bà Nguyệt Thu. Đấy là thuận tiện. Tuy nhiên mới đây ông Nguyễn Văn Nên đã nghe lời ông Tổng thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng ở thành phố Hồ Chí Minh do chính ông Nên làm trưởng ban. Xem như sân sau của ông chủ tịch Phúc đang bị đe dọa hơn bao giờ hết. Ông Nên sẽ khó nương tay với những sai phạm bởi phía trên ông Nên có ông Tổng ngồi giám sát. Ông Nên mới manh nha lập ban thì đó có hàng loạt cán bộ quan chức thi nhau tháo chạy. Tính ra có đến 6.000 người. Một không khí ngột ngạt bao trùm chính quyền thành phố Hồ Chí Minh bởi người ta kháo nhau rằng ban mà ông Nên lập ra chính là một nhóm thợ săn, săn mồi để làm bàn đạp tiến thân. Săn mồi càng khủng thì thành tích sẽ càng nổi bật. Đây là hình ảnh sản phẩm đầu tay của nhóm thợ săn do ông Nên đứng đầu. Sau khi ông Nên lập băng đảng săn mồi chưa được bao lâu thì ông đã săn được một số nạn nhân đầu tay. Đó là hàng loạt đảng viên liên quan đến vụ Việt Á được xem đưa ra xử lý. Kiểu này ông Nên đang làm cho nhiều quan chức ở thành phố Hồ Chí Minh lỡ dính chàm phải xanh mặt vì sợ. Như Thời báo .d đã đưa tin, hồ sơ liên quan đến bà Nguyệt Thu đã được đút ngăn kéo. Tuy vậy, nếu áp lực từ cơ sở cứ ngày một mạnh dần lên thì có thể tới lúc ông Tô Lâm bị buộc phải kéo ngăn kéo ra để tiếp tục điều tra. Khi đó, bà Nguyệt Thu lại trở thành gánh nặng cho ông chủ tịch. Không thể nói trước được điều gì khi mà vụ án Việt Á cứ ngày một bị thổi bùng lên và mỗi lần như thế, nó lại cuốn theo không biết bao nhiêu quan chức của đảng. Ông Nguyễn Văn Nên thì thành lập băng săn mồi đang truy lùng giáo giết những sai phạm của các dự án nghi ngờ tiêu cực. Một trong các dự án là phế tích của một dự án thất bại đang ngày một làm dân thành phố khốn khổ từ năm này sang năm khác. Đó là dự án chống ngập trị giá hàng chục ngàn tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này là dự án đề xuất và đã được thực hiện từ lâu nhưng không đem lại giá trị gì. Nó giống như bộ kit xét nghiệm Việt Á, đều là vụ dự án dởm nhưng hút tiền thật từ ngân sách và trong đó đang có bóng dáng của bà Nguyệt Thu. Vấn đề là bao giờ thì ông Nguyễn Văn Nên cho khui ra dự án này đây? Đây là hình ảnh dự án được cho là có dính đến bà Nguyệt Thu. Hiện nay, Ban phòng chống tham nhũng của Nguyễn Văn Nên là mối đe dọa thường trực đối với việc làm ăn mờ ám của bà Nguyệt Thu. Không biết bà Thu sẽ cậy chồng ra sao? Liệu có bị làm lớn chuyện hay không thì còn phải đợi, bởi chuyện đấu đá phải đến hết cách cứu chữa thì mới bùng ra ngoài được. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bán danh hiệu Hoa hậu 800 triệu, giờ cướp lại, ông Bộ trưởng toàn tính điều gì? Vào ngày 16 tháng 6, báo chí nhà nước đồng loạt cho biết
Á hậu 3 của cuộc thi hậu quý bà 2022 tố cáo ban tổ chức cuộc thi hậu quý bà Việt Nam đã mua bán giải, đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận. Bà DTH là Á hậu 3 cho biết bản thân đã chi 800 triệu đồng để có được danh hiệu. Thế nhưng tới nay càng theo chương trình bà càng phải đầu tư nhiều hơn, tốn kém rất nhiều khoản chi phí phát sinh, hạnh phúc gia đình bị ảnh hưởng nặng nề. Bà nói, đi chơi tôi cũng muốn có niềm vui nho nhỏ mang về. Bạn tư vấn hồ sơ, ban đầu có tư vấn giải phụ truyền thông giá 300 triệu. Hôm sau, phía ban tổ chức nói giải Á hậu 3 là 800 triệu, nghĩa là tôi chỉ cần thêm 500 triệu nữa. Vừa được giải Á hậu 3, vừa được cho luôn giải phụ kia, vân vân. Bà hát cho biết như thế. Đây là hình ảnh chức Á hậu 3 của cuộc thi Hoa hậu quý bà có giá trị 800 triệu đồng. Trước đơn thư tố cáo của bà hát, đại diện đơn vị tổ chức ông Trung Hoàng, giám đốc truyền thông hãng truyền thông Topstar xác nhận bà hát có tham gia cuộc thi Hoa hậu quý bà Việt Nam toàn cầu 2022 và giành danh hiệu Á hậu 3. Về vấn đề mua bán giải, ông Trung Hoàng phủ nhận và cho biết đó là hợp đồng miệng giữa bà hát và ông T, phó ban tổ chức cuộc thi. Ông nói hợp đồng đó là 1,1 tỷ đồng chứ không phải là 800 triệu. Đó là hợp đồng dịch vụ như quần áo, trang điểm, truyền thông v.v. Đây là hợp đồng miệng, hát tự chuyển tiền mỗi khi xong một dịch vụ. Sử dụng dịch vụ cao cấp hơn, ăn ngon hơn, muốn hình ảnh mình xuất hiện trực tiếp nhiều hơn v.v. thì phải bỏ dịch vụ riêng. Khách sạn ở khách sạn 5 sao mặt biển v.v. Một bộ trang phục cũng không thể dùng cho cả 8 ngày được. Ông Trung Hoàng đã nói. Người phụ nữ có tên viết tắt ấy chính là bà Đặng Thị Hương. Sau khi bà Hương tố cáo, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng đã phạt đơn vị tổ chức 20 triệu đồng. Điều này có nghĩa là đã gián tiếp xác nhận việc bà Hương tố là đúng. Lẽ ra Bộ Văn hóa và Thể thao và Du lịch phải ra tay chấn chỉnh lại tình trạng tổ chức thi hậu trá hình này. Tuy nhiên, cho đến nay, bà Đặng Thị Hương lại bị tước danh hiệu Á hậu. Đây là hình ảnh đơn vị tổ chức bị phạt 20 triệu đồng. Vào ngày 15 tháng 8, báo chí cho biết Ban tổ chức Hoa hậu quý bà Việt Nam toàn cầu năm 2022 công bố quyết định thu hồi danh hiệu Á hậu 3 và danh hiệu người đẹp truyền thông của thí sinh Đặng Thị Hương. Đơn vị này cho rằng cô đã vi phạm quy định tại khoản 1, mục 7 của đề án thi Hoa hậu quý bà Việt Nam toàn cầu năm 2022 là phát ngôn, thực hiện hành vi trái với chuẩn mực đạo đức xã hội, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam, gây hậu quả xấu, ảnh hưởng đến uy tín cuộc thi. Việc buôn bán danh hiệu Hoa hậu là vấn đề đã diễn ra nhiều năm nay. Hầu hết những người đoạt giải không muốn làm to chuyện vì nếu vỡ lẽ thì danh hiệu mua thì không có giá trị gì nữa. Lợi dụng tâm lý ấy, các ban tổ chức thi Hoa hậu không sợ bị phanh phui ra vụ việc. Trường hợp Á hậu 3 của cuộc thi Hoa hậu quý bà 2022 là trường hợp hiếm hoi dám lên tiếng. Nhưng tiếng nói của cô Á hậu can đảm này không thể chống lại cả một bộ máy, nên giờ cô bị tước danh hiệu Á hậu. Như vậy, cô Đặng Thị Hương đã bị đơn vị tổ chức tước mất danh hiệu mà cô đã bỏ ra đến 800 triệu đồng để mua nó. Đây là hành động chẳng khác nào ăn cướp. Lẽ ra những thứ gì cô bỏ tiền ra mua thì phải thuộc về cô, nhưng nó lại bị tước bỏ. Đây là hình ảnh đơn vị tổ chức cướp lại danh hiệu trị giá 800 triệu đồng của Á hậu 3. Không biết ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng làm gì để môi trường văn hóa được lành mạnh cho thời gian tới. Và việc phát động phong trào thi Hoa hậu khắp nơi cho thấy dường như ông Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đang toan tính làm kinh tế hơn là xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh như chính quyền luôn hô hào.